Rosé Blackpink gặp chủ tịch hãng Columbia Records. Rosé của nhóm Blackpink và John Penny, chủ tịch hãng Columbia Records, gặp nhau tại một quán cà phê. Theo nguồn tin, Rosé và John Penny trao đổi với nhau khá lâu, cả hai đều vui vẻ và sôi nổi trong suốt cuộc trò chuyện. Nhiều người dùng mạng còn nhận ra John Penny đã theo dõi tài khoản mạng xã hội của bốn thành viên Blackpink là Rosé, Jennie, Jisoo và Lisa sau buổi gặp Rosé. Cuộc gặp làm dấy lên tin đồn Columbia Records có thể muốn ký hợp đồng với Blackpink. Hiện việc nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc có gia hạn hợp đồng với đơn vị chủ quản hiện tại, EJ Entertainment, hay không còn là một ẩn số. Nhóm được cho đã kết thúc hợp đồng chính thức từ tháng 7. Rosé hôm 18 tháng 10 lọt vào tầm ngắm của cánh săn ảnh khi xuất hiện tại sân bay Incheon, Hàn Quốc một mình. Cô nhận quà từ các fan, sau đó nhanh chóng bỏ chúng vào túi, vẫy tay rồi rời đi. Blackpink, nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên trực thuộc EJ Entertainment, ra mắt làng âm nhạc Hàn Quốc vào năm 2016. Các album gần đây của họ, Bongtin và The Album, đã thu về tổng cộng hơn 2 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify toàn cầu, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý. Blackpink là nhóm nhạc nữ duy nhất trong lịch sử đạt được thành tích này. Sau khi phát hành album Bongtin, nhóm bắt đầu chuyến lưu diễn Bongtin World Tour, bắt đầu tại Seoul vào tháng 10 năm 2022. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới này gần như đã phá kỷ lục nhóm, với các địa điểm cháy vé và trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại của một nhóm nữ, danh hiệu trước đây do Spice Girls nắm giữ. Nhóm đã kết thúc chuyến lưu diễn bằng 2 buổi hòa nhạc Encore tại Seoul vào tháng 9. Ước tính, với tổng cộng gần 70 đêm lưu diễn vòng quanh thế giới, Blackpink thu về khoảng 265 triệu đô la Mỹ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.